Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết về công tác phòng chống dịch COVID-19 với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện nghị quyết số 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các ngành địa phương, đặc biệt là các tỉnh có các ổ dịch lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện chỉ thị 16 và đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp, có nơi nghiêm trọng. Do đó, nhiệm vụ cao nhất lúc này vẫn là phòng chống dịch. Song những nơi an toàn thì tổ chức sản xuất với phương châm an toàn để sản xuất phải an toàn. Trong công tác điều trị, Thủ tướng yêu cầu các địa phương sẵn sàng đầy đủ nhân lực, vật tư để điều trị cho bệnh nhân, giảm tối đa số ca tử vong, nghiên cứu thí điểm điều trị F0 ngay tại cộng đồng, bảo đảm an toàn, hiệu quả, đẩy nhanh tiêm vaccine cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên, đẩy mạnh ngoại giao vaccine, thuốc chữa bệnh COVID-19, sản xuất vaccine trong nước. Thủ tướng nhắc lại yêu cầu không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, đáp ứng mọi yêu cầu y tế của người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu các ngành địa phương phối hợp bãi bỏ mọi quy định gây phiền hà, bảo đảm giao thông thông suốt, tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, nguyên vật liệu sản xuất, xuất nhập khẩu. Các bộ ngành địa phương lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, điều chỉnh các giải pháp, có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp duy trì tổ chức sản xuất trên nguyên tắc an toàn để sản xuất phải an toàn. Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo nghị quyết 86 của Chính phủ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các địa phương linh hoạt, căn cứ tình hình thực tế, có thể áp dụng các mức độ khác nhau theo nguyên tắc đối với những vùng có dịch có nguy cơ cao thì áp dụng biện pháp cao hơn, đồng thời chuẩn bị các phương án kịch bản để phòng chống dịch bệnh ở mức cao hơn.